cùng cái gì? Kẹo ăn cùng với sữa. Không biết. Cái kẹo mà ăn nó chua chua đấy á. Ở trong cái bóng mà màu lấp lánh đấy á. Chắc là hôm nọ sinh nhật bà Đạ nhà em Kiên, bà Đạ mang sang chua chứ. Để biết đâu. Vậy thì em gấu ăn từ hôm qua thôi. Mai thì xong. Mai đi chợ mua.